Chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Công Minh Kỳ Giang đây. Thì tiếp tục clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái thông tin, đấy là một trong những nguyên tố vi lượng, đó là canxi. À, trung lượng là canxi nha. Thì canxi có vai trò thế nào? Ok, vai trò của canxi. Ok nè, ok mọi người nhìn cây đi, thì như cây thì cũng như người ta cũng cần canxi, và ở ở người đấy, canxi đấy thì biểu hiện đa phần vào trong xương là chủ yếu. Mọi người có thể hình thành là canxi nó giống như là tạo cái độ cứng, tạo độ khung, độ cứng, độ vững chãi. Người là ở trong xương, còn như các loài ốc sò này kia thì nó ở phần vỏ nhiều. Còn ở trong cây trồng canxi thì nó đúng cũng có vai trò tương tự, đó là tạo thành độ khung, độ chắc của thành tế bào, và nó có mặt nhiều nhất ở trong thành tế bào nhé, thành tế bào của các thực vật này nè. Thì nó có vai trò làm cứng, làm chắc và tạo thành bộ khung, cái khung của thành của tế bào, hay là gọi là thành tế bào ấy. Thì ngoài những cái đó thì canxi ấy thì nó là nguyên tố trung lượng mà, nên là nó không phải là cần nhiều nhưng cũng phải là không ít, nó cần ở mức độ vừa. Thì ngoài ra thì nó có một vai trò quan trọng, đó là trong sự kích thích và phát triển của rễ này. Rễ này ngoài một mình biết là một nguyên tố mà đa lượng mà kích thích phát triển của rễ, đó là phốt pho, là lăng ấy. Thì hiện nay nguyên tố trung lượng là canxi vẫn là kích thích phát triển của rễ nhé. Ngoài ra canxi vẫn là có một vai trò cực kỳ quan trọng ở trong đất ấy. Người thấy trong đất này này thì canxi sẽ là có vai trò là làm giữ những khoáng chất tồn tại ở trong đất không bị rửa trôi đi nhé. Giữ những khoáng chất tồn tại ở trong đất không bị rửa trôi mất đi do quá trình tưới và mưa đi. Cái đó cực kỳ quan trọng, bởi vì không phải là mình canxi không, nhưng mà khi có mặt canxi trong đất thì nó còn giữ thêm những thành phần dinh dưỡng khác, nhiều khoáng chất và chất dinh dưỡng khác không bị rửa trôi đi. Nhớ nhớ nha mọi người, mình nói đấy là một vai trò cực kỳ quan trọng đấy. Thì vì nó giữ lại nên là nó cũng có ảnh hưởng đến sự vận chuyển của các chất, vì nó giữ lại được mà thì nó vận chuyển, nó cũng ảnh hưởng đến sự vận chuyển, thì cũng là ảnh hưởng đến sự vận chuyển các chất trong đất luôn. Thì ngoài ra canxi thì hồi nãy mình nói là tạo cấu tạo thành bộ khung, thành tế bào, thực và bộ khung thành tế bào, và rồi đến cái tạo thành kích thích mọc rễ, rồi có ảnh hưởng đến giữ những khoáng chất lại trong đất và ảnh hưởng đến sự vận chuyển các chất vào trong đất. Rồi thì ngoài ra thì canxi có một vai trò, đó là trung hòa nhá. Canxi này có vai trò là trung hòa những chất độc hại, trung hòa những chất độc hại trong cây trồng ấy, thì độc cho cây trồng và ổn định và điều chỉnh một số quá trình khác trong cây. Nhưng thật ra mình nói tóm lại là cái canxi này mình thấy cái vai trò của nó là ngồi đó tạo bộ khung chắc, kích thích mọc rễ, giữ khoáng chất, thì nó vai trò chung của nó hơn là cũng như điều chỉnh những quá trình diễn ra trong cây ấy. Nó điều chỉnh những quá trình chuyển hóa ở trong cây, thì nên mọi người thấy là cái vai trò của nó là nó ở mức trung lượng, và cái lượng cây cần cần ở cái mức đó là ở mức trung lượng, không phải quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Là mọi người coi những cái vai trò nó, là nghe những cái vai trò của nó thì mọi người cũng thể đoán ra được vì sao nó cần ở mức đấy, không phải là mức cực kỳ nhiều mà cũng không thể ít được. Vì để hình thành 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 tế bào đấy thì nó không phải thành tế bào, nó không phải là chiếm phần lớn trong tế bào, nhưng mà nó cũng là một lượng không phải là nhỏ. Và kích thích mọc rễ thì ngồi thằng lăng là chủ đạo, thằng lăng thì chủ đạo, thì canxi vẫn có vai trò rất nhiều. Và thật ra canxi mà trong cái trung lượng, nhưng mà nó là cái thằng nó là một chất có gọi điều chỉnh những các một số quá trình sinh hóa diễn ra trong cây thôi. Nó mục đích chính của cái vai trò chính của canxi là như thế. Và khi vì cái lý do đấy thì cây mình mọi người thấy khi mà thiếu canxi đang thành tế bào không thể hoàn thành, không thể hình thành được, dinh dưỡng trong đất bị rửa đi, cây dễ bị nhiễm độc, rồi
rễ không phát triển thì những cái nguyên nhân đấy thì nó sẽ gây ra tình trạng bệnh tật của cây. Người ta nói là khi mà cây nhiễm bệnh canxi thì lá sẽ bị đốm đỏ và nâu. Nhưng mà đây, nhưng mà cái này không phải bị canxi nhé, cái này là do là một cái loài rầy, một cái loại côn trùng nào đó, là bồ hông này đó, nó gây ra cái này thôi, chứ còn cái này không phải là bệnh của lá bị hiện ra nhé mọi người. Này là không phải, mình thì mình cố tìm nhưng mà không có thấy đấy, thì mình chia sẻ mọi người như thế. Nếu mọi người mà thấy hay hay là có góp ý gì cứ bình luận dưới clip nha. Rồi ok, chào mọi người nha, cảm ơn mọi người theo dõi hết clip của mình nha.